Xin chào quý vị, Hoài Đăng Bơ đón chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đạt Phim Media thực hiện. Đây chính là ngôi nhà ẩm thực dễ thương đáng yêu của diễn viên Huỳnh Như Đan, và nhà Đan đang sẵn sàng để đón chào quý vị. Nhưng mà bây giờ nhà của Đan đang mở cửa, mở cổng, mà không lẽ giờ em biểu mấy anh em nhân viên kéo cổng xuống cho em gõ thì nó kỳ. Em thử sẵn rồi, có chuông giả làm chuông cửa, gõ cửa thôi. Chào anh Hoàng Ấp Bơ. Chào Đan. Em đợi anh từ nãy tới giờ đó. Trời ơi, thấy thương không? Xin chào quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Nhà Sao. Thì bây giờ hãy theo Đan và tham quan nhà Đan nha. Từ từ, anh có hẹn với một cô diễn viên đồng nghiệp nữ xinh đẹp nữa đó. Không biết cô tới chưa ta? Người ta tới nãy giờ rồi đó anh Hoàng. Chà, có lỗi quá ta, sao bữa nay mình đi trễ dữ ta. Vô thôi. Đi. Dạ. Tới rồi. À, chào Phương Anh. Dạ, lâu quá không gặp. Anh. Dạ. Chị Hai. Gì? Ủa, chị Hai em đây hả? Dạ, đây là em út của em. Trời, bữa nay mới biết á. Nhìn mặt giống nhau không? Giống nhau không? Ừ, trời qua, vậy là Đan là em của... Dạ đúng Phương rồi. Anh. Em ruột hả? Dạ. Em ruột trong phim. Dạ, vậy dạ, là hai chị em. Nhưng mà cho em chào quý vị khán giả trước đã ha. Dạ, Phương Anh mến chào quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Nhà Sao. Và cặp đôi khách mời ngày hôm nay đó chính là diễn viên Huỳnh Như Đan và diễn viên Ngô Phương Anh. Hóa ra đây là hai chị em quý vị ơi, nhưng mà trên phim, phim nào? Dạ phim Đừng Khóc Anh Đây Rồi. Thì bữa giờ đi phim bận rộn không em? Trời ơi, bận lắm luôn á anh. Sáng giờ em quay mà bây giờ là tranh thủ lúc mà đoàn đang ăn trưa đó. Em xin chạy qua đây chút xíu để em gặp anh với gặp quý vị khán giả đó. Ủa, là đang đóng phim luôn hả? Đang đi phim. Quay luôn. Anh có làm ảnh hưởng gì công việc của em không? Cũng hơi hơi. Cho nên là bây giờ anh thương em không? Hay anh giúp em được không? Thương kiểu mà tình tỉ muội á. Tình tỉ muội ai là tỉ hay là muội? Nè nè, tỉ tỉ tỉ. Thương. Bây giờ đoàn của em đang quay gần đây, công ty gần đây. Nếu như mà anh thương em á thì bây giờ mình đi qua bên chỗ đó, có cái quán cà phê cũng dễ thương lắm. Mình qua đó mình nói chuyện nhau chút để em tiện đường, rồi em trò chuyện xong em chạy qua em quay phim tiếp được không? Cũng hợp lý nghe. Em sao, em được không? Dạ được, tại vì em cũng đi qua chung chị. Chứ quán xá đây là sợ lát nữa đông khách đó quý vị. Tại vì mình sẽ có những trò chơi giống như là nhào lộn rồi múa lửa này nọ, đâm ra là sợ ảnh hưởng khách. Ủa nhưng mà em đang mặc váy. Không, mấy đó là làm. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với một quán cà phê gần đây để dễ dàng trò chuyện với hai chị em Như Đan và Phương Anh quý vị nha. Đi thôi. Đi thôi. Xin mời. Mời các bạn. À, mát ghê. Wow, thức uống của em thật là nữ tính. Em thích uống quà sữa hả? Dạ đúng rồi. Còn món ăn yêu thích của em chắc là trái cây đúng không Phương Anh? Dạ thật ra thì buổi sáng em cũng phải uống cà phê. Nhưng mà trưa trưa thì em sẽ thường uống sữa chua cho đẹp da. Vậy hả? Dạo này sức đề kháng của anh đang giảm sút á, đâm ra là anh phải nạp thêm vitamin C. Vậy sao? Anh có uống cà phê không? Có chứ, uống nhiều nổ mụn luôn á. Dạ. Quý vị ơi, ngày hôm nay là một tập khá là đặc biệt. Khi mà Phương Anh á, thì lúc nào cũng bận rộn, đáng lẽ là đến thăm nhà của Phương Anh. Mà cổ dạo này kẹt lịch phim quý vị, thậm ra lúc nào cũng phải gặp ở ngoài đường không. Còn với Như Đan thì ngôi nhà ẩm thực vừa rồi chúng ta đã gặp gỡ. Mà vì sợ là mấy pha mà quậy phá của Hoài Rapper á, MC sẽ làm ảnh hưởng đến không gian kinh doanh của quán. Thậm ra là chúng tôi sẽ ra quán cà phê để dễ đàm đạo với nhau nhiều hơn. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng có được một cái bất ngờ, đó chính là hai chị em là chị em ruột trong bộ phim. Và cả hai vẫn đang tham gia. Đó chính là Em Đừng Khóc Có Anh Đây Rồi. Đọc vậy đúng sao không? Nghe nó hơi sợ anh. Phải tình cảm với một chút anh. Em Đừng Khóc Có Anh Đây Rồi. Cái này nhõng nhẽo quá à. Nhưng mà rõ ràng là với vai trò diễn viên của Ngô Phương Anh cùng với Huỳnh Như Đan là rất hợp vai. Tại vì em thấy hai cô nhan sắc nó quá hợp. Mà đạo diễn chọn cũng khéo nữa. Có cái nét tương đồng giống như tỉ muội chị em với nhau. Vậy hả? Nhưng mà đó. Ở trong phim á, nó là chị em cãi lộn nhau không à. Dạ, chị em khắc khẩu nhất phim là đây. Đây, chị khắc hai khẩu. Chị hai nghiêm khắc, còn cô em bướng. Nói về quá trình làm nghề á, làm diễn viên á, thì bạn nào có cái tuổi nghề nhiều hơn? Chắc là chị em rồi, cho nên chị em. Dạ, hai đứa có một điểm tương đồng là cùng xuất thân từ trường đại học sân khấu điện ảnh. Dạ. Và diễn viên. Dạ, em thì tốt nghiệp năm 2013. Khoảng còn bé Đan thì chắc 2020 lần. Wow, sao em tới 7 năm. Từ trước đến giờ thì Huỳnh Như Đan đã tham gia bao nhiêu bộ phim, có nhớ không? Dạ không. Không nhớ luôn hả? Dạ không. Phim truyền hình nè. Thương Cá Rô Đồng nè. Ờ. Rồi đang quay là Đừng Khóc Đây Rồi. Đang chiếu là Trăm Năm Hạnh Phúc Được Không. Gần đây nhất là có một bộ phim
Tết ở làng địa ngục. Dạ dạ, Tết ở làng địa ngục một phim rất là nổi tiếng. Dạ. Hôm bữa anh tâm sự với Võ Tấn Phát khóc luôn em. Sợ. Em thì em sợ anh Phát, tại vì lều của em với lều của em với lều Võ Tấn Phát là nằm kế bên, sát nhau. Phát ngáy dữ lắm. Phát ngáy dữ lắm. Phát ngáy dữ lắm. Thế à? Ừ. Không ngủ được với ảnh luôn. Phát ơi, đã có coi chương trình này thì chúng tôi đã biết được bí mật của bạn rồi nha. Còn với Ngô Phương Anh thì chắc chắn là những bộ phim bạn đã từng tham gia nhiều vô kể luôn. Bạn thấy nào là phim truyền hình, phim điện ảnh, web drama, sitcom rất là nhiều. Dạ. Và đặc biệt là sân khấu nữa. Dạ. Ủa anh cũng biết em diễn sân khấu luôn á. Thì có theo dõi mà. Dạ. Nhưng mà tại vì chưa nhiều thời gian để coi cả vở được. Nhưng mà bạn có nhớ là số lượng bao nhiêu không? Dạ thật ra tới tận bây giờ thì em không nhớ nổi là bao nhiêu bộ phim nữa. Nhưng mà trong đó thì cái tuyến nhân vật nào hay là tâm lý nhân vật nào mà bạn ưng ý nhất? Dạ có lẽ là quý vị khán giả sẽ ấn tượng em ở tuyến nhân vật phản diện nhiều. Phản diện. Và đây cũng là một tuyến nhân vật mà em rất là đam mê. Bởi vì ở những loại vai đó thì nó cho em cái sự hấp dẫn, nó cho em cái sự thú vị khi mà em khai thác nhân vật từ ánh mắt, từ hành động, từ đi đứng, từ cử chỉ. Mẫu giày này là mẫu giày giới hạn trên thế giới không? Tiền lương một năm của cô chưa chắc mua được đôi giày này nữa đó. Bây giờ có lao được không? Không lao được thì đền tiền đây. Thôi đi. Lao cái kiểu gì vậy hả? Chưa từng xài đồ hiệu đúng không? Lao một đôi giày mà cũng không biết cách lao nữa là sao? Kiểu người như cô không xứng để lao đôi giày này của tôi đâu. Những cái tuyến phản diện cá tính nó làm cho em rất là lôi cuốn, nó làm cho em rất là thích thú. Cho phản nên diện là... có nhiều loại phản diện lắm em. Em thích kiểu phản diện nào? Phản diện nào hầu như là em cũng đã được trải qua luôn rồi đó. Tiểu Tam? Có luôn. Mẹ mẹ chồng rồi con Nghĩa? Có luôn. Có luôn, có đủ hết rồi. Có đủ. Còn với Như Đan thì chắc là thích chính diện hơn đúng không? Đương nhiên là em thích thì thích chính diện. Nhưng mà những cái vai mà giống như Donnie đóng vai cho em á, thường thường là khắc khổ với dân dịch rồi trồng rau này nọ. Những cái vai rất là nghèo. Khổ, nghèo luôn. Nguồn cảm hứng nào tự nhiên em mở quán chay vậy? Đó là nghề của gia đình em mà. Dạ, nghe từ nhỏ rồi. Còn cái mở là giống như là sau khi tốt nghiệp thì em sợ là bản thân mình không có biết là có thể nào mà đi quay đều được hay không. Cho nên em rất là bất an. Và sự bất an đó thì em đi dành tiền. Dành nhiều tiền đó, em phải cầm cái xe của em luôn. Vậy luôn. Anh rất là em mua xe là em mua trả góp nha. Em trả góp được 2 năm xong em cầm ngược cái xe lại để em lấy tiền để em mở cái quán chay. Giống như là em không đi quay thì em vẫn có cơ sở kinh doanh. Nhưng mà từ lúc em mở quán là em không có ngày nào ở quán luôn. Em đi quay không. Vậy đó, vậy cũng tốt quá. Dạo gần đây mọi người nói ăn chay là một cái xu hướng của thời đại. Theo tụi em, những cái quan niệm về ăn chay của thời đại mới này như thế nào? Vì em là giới trẻ, vì em là thế hệ Gen Z thì em cập nhật được là ở các bạn không phải là ăn thuần chay. Mà là ăn chay là ăn khỏe nè, ăn rau, ăn nấm, ăn sạch. Cho nên em rất hiểu được cái điều đó. Cho nên ở quán em á, em sẽ tập trung vào cái mảng xanh. Các bạn đã thích cái điểm đó ở quán cho nên là nó mới phát triển được. Nhưng mà em có ăn chay không? Dạ em ăn chay trường được 18 năm. Ồ, xong hả? Rồi tới sau 18 tuổi á, thì lại đi làm nữa. Ăn chay 10 ngày một tháng. Dạ. Còn ngon của Phương Anh, một tháng em ăn chay mấy lần? Một tháng thường em chỉ ăn chay có 2 lần thôi. Dạ mùa 1 và ngày rằm. Và thỉnh thoảng thì nếu như một tuần đó em ăn quá nhiều thịt thì em sẽ ăn chay để mình thanh lọc được cơ thể của mình. Em thấy ăn chay là một việc rất là tốt. Quý vị ơi, đây ví dụ cụ thể đây quý vị. Chay trường, chay có định kỳ và không chay đây quý vị. Đó, nhìn cái nhan sắc là biết rồi. Nên chắc là phải học hỏi kinh nghiệm của các bạn để làm sao mình có cái lối sống là chất dinh dưỡng, làm sao cho nó cân đối. Nhưng mà đồ chay bây giờ làm rất là ngon luôn á. Anh có rất là nhiều kiểu để làm, giống như quán của bé Đan hồi nãy em thấy là có lẩu nấm chay nè, lẩu thái chay nữa. Dạ. Nãy chưa ăn gì hết. Cổ bắt ra quán cà phê ngồi uống nước cam không? Thôi bữa sau em buồn nha, bữa sau em mời nha. Còn nếu mà chịu không nổi nó rác tôi ra tôi ăn cơm đoàn. Mà Phương Anh ơi, bữa nay nhìn Phương Anh đã lạ gì á. Sao vậy anh? Có gì mới á. Tóc ngắn đúng không? Ờ đúng rồi đó. Hôm bữa thấy tóc dài cũng đẹp lắm, bữa nay tóc ngắn nhìn cá tính nè. Dạ thôi để em sẵn em nói lý do tại sao em cắt tóc ngắn luôn ha. Gần đây em có tham gia một bộ phim điện ảnh của một người anh mà anh cũng rất là quen, đó là anh đạo diễn Vũ Thành Vinh. Đó là bộ phim Hai Muối và nhân vật của Phương Anh trong bộ phim này cũng là một tuyến nhân vật cá tính. Và lại là một lần nữa em nhận được kịch bản về một tuyến nhân vật
phản diện. Thì em muốn là bây giờ mình phải xuất hiện một cách nào đó cho nó lạ hơn những cô gái phản diện cũ của em. Thì em đã quyết định vậy luôn. Dạ, em quyết định cắt tóc và để có một cái hình ảnh nó lạ hơn trong lần xuất hiện này. Tóc dạng bữa đẹp lắm luôn á. Đẹp không? Cái này không đẹp hả anh? Đẹp kiểu khác. Đó, vẫn đẹp thôi. Nói vậy thôi chứ em thấy không tiếc. Tại vì em nghĩ là đẹp nhân vật của em thì em sẽ làm. Em sẽ không kể quá nhiều để quý vị khán giả ra rạp thì sẽ thấy được nhiều hơn về cô gái trong bộ phim này của em. Đáng coi, Đan. Thí dụ đóng phim Hai Múi mà bây giờ ông Hai Múi là chính diện rồi, ông khổ lắm em. Dạ. Thì bây giờ vai phản diện của Hai Múi là gì? Đường. Ba Đường. Chính xác, em tên Sugar. Trong phim. Ủa sao anh hay nhớ? Ủa vậy? Sau rồi cái trong quá trình quay bộ phim Múi đó thì anh Chu Thiện, đạo diễn của Đừng Khóc Anh Đây Rồi, có lời mời em trong bộ phim này. Thì lúc đó thì tóc đang ngắn vậy. Dài luôn em. Xong rồi anh Thiện nói trời ơi đẹp quá, cá tính quá, rất phù hợp với vai Dương trong bộ phim Đừng Khóc Anh Đây Rồi. Rồi giữ luôn. Rồi mới ban đầu em chỉ định là để tóc ngắn tầm một tháng thôi. Sau đó em lại nối lại tóc dài như cũ. Nhưng mà tình cờ nó lại phù hợp với bộ phim em đang tham gia. Thì em để đến tận bây giờ cũng được nửa năm rồi. May mắn quá. Không mấy lát về anh xuống tóc luôn rồi ta. Còn anh trúng được cái vai nào không? Bữa giờ muốn đi phim không ai mời, miếm như. Còn những lời mời đóng phim dành cho Như Đan thì sao? Nó cũng hữu duyên hay là đạo diễn sẽ cân đo đong đếm, Donnie đóng giày? Dạ, đa số là nhận lời mời Donnie đóng giày không à. Vậy luôn. Còn em đi casting em chưa bao giờ đâu. Bắt tay luôn. Một lời mời casting. Hay quá. Anh cũng vậy. Rất hết. Dạ. Chăm rất hết. 100% luôn em. Ủa anh 100% luôn hả? Chăm luôn. Em tưởng một mình em 100%. Lâu lâu cũng phải dính cái vai nhỏ nhỏ cho em không luôn. Ta. Không bao giờ luôn. Mấy chục lần không bao giờ. Hàng ngồi không người ta mời ok. Còn bây giờ mà đi casting rồi không xong sáo đi thể hiện là không bao giờ đậu. Là không đậu. Nhưng mà nhân vật nào trong lòng em cảm thấy ấn tượng nhất, yêu thích nhất từ trước đến giờ mình đã từng đóng? Chắc là cô May trong Tết Là Địa Ngục rồi. Dạ. Thật là một cái nhân vật cho em trải nghiệm rất nhiều những cái điều mới mẻ. Một đứa là sống trong cái vùng an toàn quá mà lên một cái vùng như vậy rồi mọi thứ bây giờ em về tới đây là em không còn sợ gì hết, check kinh rồi đi du lịch đi cắm trại em không còn sợ bất cứ một gì hết. Hơn. Dạ đúng rồi mà trước đây em nhát lắm, lên đó xong khóc mấy ngày mấy đêm xong mà bị không có đèn không có điện không có sóng wifi đi rồi bây giờ về đây sợ. Là cái gì em cũng không sợ hết á. Dạo gần đây có một cái số vấn đề trong xã hội nó tiêu cực rồi nó xâm hại đến cái quyền lợi cá nhân, cái quyền riêng tư của những bạn nữ, đặc biệt là những người nổi tiếng nữa. Trong thời gian gần đây là mọi người đều lên án và rất là phẫn nộ về vấn đề này. Thì sẵn tiện em đang nói về cái bản lĩnh của mình khi mà tự lập hay là đi du lịch hay đi làm bên ngoài á, thì em sẽ có những bí quyết nào để tự bảo vệ cho sự an toàn của bản thân mình? Bản thân em thì em bị overthinking cho nên em lúc nào em cũng phải mặc full một bộ bảo hộ ở trong thì nó sẽ an toàn nhất có thể cho mình là để mình có thể dễ dàng mình thao tác mình thay trang phục hơn. Dạ, chứ không đoán trước được bất cứ một cái điều gì nữa hết. Dạ. Trước khi tham gia công việc diễn viên thì em đã từng làm người mẫu mà công việc người mẫu thì thay đồ phải liên tục. Đúng rồi anh, nhất là trong hậu trường. Đấy. Dạ, hậu trường và nhầm khi mình đi quay ở ngoài trời mình còn thay đồ cả ở ngoài nữa cho nên là cái việc đầu tiên của em là phải quan sát xung quanh mình coi có camera hay không hay là có những cái ánh nhìn nào đó hay không cho nên em nghĩ là việc đầu tiên của em là phải quan sát thật là kỹ cái khu vực mà mình anh làm gì vậy anh đây có gì ghê. 1, 2, 3, 4, 5 cái máy quay đúng rồi. Nhưng mà ở đây an toàn không anh? An toàn có anh đây rồi. Em đừng lo có anh đây rồi. Dạ. Dạ, đó là quan sát. Nhưng mà nhiều lúc mình quan sát bằng mắt thường không phát hiện ra làm sao. Dạ, thì mình phải nhờ những người xung quanh của mình bảo vệ mình nữa anh. Trên đoàn phim lúc nào cũng sẽ có hai chị phục trang. Rồi trợ lý đoàn phim cũng sẽ là người bảo vệ cho tụi em. Nhưng mà bản thân mình cũng phải thật cẩn trọng, đề cao cảnh giác. Dạ. Rồi thí dụ như mình đi tỉnh đi, mình đóng phim thì chắc chắn đoàn phim sẽ book cho mình những nơi như là khách sạn, nhà nghỉ. Thì anh chỉ nha, bây giờ mình không có kịp để mua những cái thiết bị để dò sóng wifi hay là dò những cái thiết bị giấu kín á. Thì vô phòng tắt hết đèn cho anh. Cho hết đèn, cái phòng tối thui luôn. Không lấy điện thoại ra. Dùng cái ống kính camera á, có những cái chế độ như là chế độ ban đêm. Em dò xung quanh nè, em để chế độ ban đêm nè. Thì coi nơi nào phát sáng. Nó có thể là một cái đèn đỏ nhỏ nhỏ thôi thì cái chế độ ban đêm nó sẽ hiển thị ra liền. Đó, thì em lại gần cái khu vực đó coi cái dấu hiệu nào nó đáng nghi hay không. Bây giờ em thấy nó còn có cái kiểu mà kính gương gì đó anh. Anh có biết cái chuyện mà gương hai chiều không anh? Thì nếu mà một chiều thì để vô thì nó sẽ có khoảng cách. Còn nếu mà hai chiều để ngón tay vô thì nó sẽ không có khoảng cách.
Thì đó cũng là cái cách để tụi em kiểm tra. Dạ. Anh nghĩ thì cẩn thận thì vẫn là quan trọng hơn hết. Nhưng mà ngày hôm nay anh Hoàng nhắc nhở mình rồi, em mới biết được nhiều một cái điều rất là hay đó. Thôi bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề nó vui hơn đi, đó chính là những kỷ niệm vui ở trên trường quay. Thì chắc là vui nhất là mấy phim kinh dị đúng không em? Dạ đúng rồi. Em sợ là... mà chứ vui hả? Dạ đúng rồi, nhưng là em là ba phim gần đây là ba phim kinh dị luôn á. Chuyện Ma Gần Nhà, Vong Nhi, Tết Là Địa Ngục. Thì vui như thế nào em? Thật ra là em chỉ bị nhát là nhát những cái điều kiện sống xung quanh thôi. Ừ. Còn về mấy cái khác em không có sợ, em rất là mạnh mẽ. Tính ra em đi những cái đoàn phim kinh dị em lại là người dẫn đầu cho những cái cuộc mà phá phách hay những cái cuộc thám hiểm phiêu lưu, là em luôn là người dẫn đầu, không ai đi, em đi một mình luôn. Wow. Em thích lắm, em thích trong rừng lắm cho nên thôi không nói được, kỳ lắm, nó kỳ quá. Còn ở Phương Anh, em thấy là mỗi ngày em đi làm em đều vui hết. Tại vì mỗi ngày em đi làm em đều được làm công việc mà mình yêu thích nè, được gặp gỡ những mọi người đồng nghiệp của em, thì mỗi ngày với em đi làm đều là một niềm vui. Bảo sao, lúc nào đi quay với Ngô Phương Anh lúc nào cũng thấy cô cười, cô đùa, cô nói chuyện rôm rãi với mọi người. Đó chính là giữ được cái tinh thần lạc quan. Dạ. Nhưng mà có mấy ai thấy được như giây phút trầm lặng của Ngô Phương Anh đâu. Đúng rồi, giống như em nè, em thấy chị cọc với em suốt ngày. Từ sáng tới tối, có bao giờ vui với em được cách nào. Đang nói trong phim hả anh? Những lúc buồn thì sao? Những lúc buồn thì thường buồn một mình. Buồn một mình, buồn vì chuyện gì nè? Những suy nghĩ vu vơ thoáng qua thôi, nhưng mà em sẽ là người đối mặt với nỗi buồn của mình. Mình phải tìm hiểu xem mình buồn vì điều gì, và mình tìm cách giải quyết nó, mình sống với nó, mình trải nghiệm với nỗi buồn nó. Và đến tận bây giờ em cảm thấy là mình rất biết ơn những tổn thương mà mình đã từng trải qua luôn. Trời, ghê chưa? Tại vì á, ủa ghê không, ghê lắm hả anh? Không, nhưng thật đến trải nghiệm quá trời, thấy trưởng thành hẳn luôn. Đến ngày hôm nay thì em biết ơn luôn cả những tổn thương của mình, bởi vì những điều đó nó lại cho em rất là nhiều chất liệu trong các vai diễn của em luôn á. Khi mà đọc kịch bản vào set quay, em đọc những cái đó, tự nhiên cảm xúc của em ở đâu nó tràn trề luôn. Là những cái đó nó đã từng đi qua. Trời, nổi da gà. Giống với cá chữa lành luôn. Ủa vậy nãy giờ nói chuyện những cái tổn thương đó, là có sự xuất hiện của người đàn ông nào khiến cho em tổn thương không? Tất nhiên là phải có chứ. Có anh hả? Trong cuộc sống của mình thì mỗi người sẽ có một cái áp lực riêng, mỗi người sẽ có những câu chuyện riêng, câu chuyện về gia đình, câu chuyện về sự nghiệp, câu chuyện về tình yêu, thì tất nhiên em cũng như biết bao nhiêu người cũng thấy thương gỗ ha, buồn cái chuyện mình cứ ngồi tự kiểm điểm gì đó. Xong rồi mình sẽ cho mình một cái thời hạn để buồn, ví dụ như luôn, ví dụ như buồn luôn. một tuần chưa hết thôi, tuần nữa. Tưởng đâu có ai đó, một anh chàng nào đó sẽ cho tựa vào vai để mà an ủi chứ. Đến tận bây giờ thì cái cách mà em chữa lành cho em là công việc, ngoài gia đình là công việc. Tại vì bây giờ em chỉ sinh sống và làm việc một mình tại đây thôi, gia đình em còn ở quê mà. Quê Nguyên Anh ở đâu? Anh biết ở cuối cùng bản đồ Việt Nam không? Cà Mau hả? Anh đi về đó bao giờ chưa? Anh về Nam Căn, anh về Minh Hải. Ôi vậy hả? Nam Căn là quê nội em. Dạ. Còn quê của Như Đan? Gốc em ở Tây Ninh, ngay Tà Thánh Tây Ninh. Cho nên anh thấy cái sự xuất phát ăn chay nó cũng là nguồn gốc là đó, cái Tây Ninh. Thì Phương Anh đó là tự trải nghiệm nỗi buồn đó. Còn em chữa lành bằng cách nào? Có ai đó để dựa vô không? Dạ không, em không. Em chữa lành bằng cách là khóc, khóc rồi đã. Bây giờ em nghĩ là cái chuyện đó rất nhiều người con gái làm, chuyện khóc đã đồ luôn. Em ngồi trong xe, có khi em lái xe mấy tiếng ngồi em khóc. Khóc bây giờ mắt nó sưng luôn, xong mẹ em hỏi sao vậy. Em nói là con mới quay cảnh khóc về. Xong ra nước đó, ok, xong rồi. Khóc xong là nó đỡ hơn rất nhiều. Em nghĩ là đỡ hơn là em chịu đựng một mình. Mẹ ơi, mẹ có coi không ạ? Mẹ biết được cái tip của con gái mình là nghe. Thôi, có gì mẹ thăm hỏi con gái nhiều hơn nghe. Rồi giờ hỏi xíu về tình trạng hôn nhân gia đình nè. Em độc thân. Độc thân duy tính luôn. Khóc không phải là về tình cảm, về áp lực công việc, về cuộc sống, về gia đình, về này nọ, chứ đâu phải về tình cảm. Trời, con gái giờ khóc về tình cảm đâu có nữa. Em, có nha. Thẳng tiện chị hả? Phải có thôi, anh Hoàng cũng khóc vì tình cảm nè, huống hồ chi con gái mình. Anh còn khóc mà. Đúng rồi. Em ơi, dạo giờ gần đây có phải là xu hướng không chỉ đàn trai mà còn là độc thân không em? Tại vì anh thấy rất là nhiều cô gái nè, hiện đại, xinh đẹp, giỏi giang mà không chịu yêu ai hết. Em nghĩ là không phải không chịu đâu, giống như bản thân em bây giờ cũng lớn rồi. Không chịu. Nhưng mà em cũng đang trên bước đường tìm người phù hợp, chứ không phải là không chịu. Cô nói nghe tích cực không? Em nè, cũng lớn rồi. Nhiều cô bi quan nói giờ em cũng già rồi, em cũng cần người yêu vậy. Em 40 rồi. Còn em sao?
Em còn trẻ. Tùy duyên hả? Em còn trẻ. Em đã qua 18 rồi. Không, em còn trẻ lắm, em mới có 27 thôi. Không sao, em mục tiêu của em tới 30 lận. Sau 30 lận. Không, hồi xưa lúc chị cỡ em chị cũng không 30 thôi. Duyên tới đỡ không kịp đó cưng. Khi mà bây giờ mình lớn lên rồi, mình trưởng thành rồi, thì có nhớ những cái giây phút ngây thơ vô tư hồi nhỏ không? Cực kỳ nhớ luôn. Nhớ em hả? Là người sống hoài niệm lắm. Còn em nhớ những gì nhất? Em là người có ký ức rất là sớm. Em nhớ ký ức từ lúc 2 tuổi nha. Ghê. 2 tuổi là em nhớ khoảnh khắc đầu tiên em nhớ được là mẹ em đang sinh em ruột của em ở trong phòng ngủ. Mẹ em sinh rớt ở nhà. Nhưng mà em nhớ được khoảnh khắc là em nói em đòi vô, cái ba em nói là không, mẹ đang đẻ em bé mà không vô được đó. Cho nên em nhớ, em cứ ngồi lục là em nhớ hết. Em ghi nhớ ngày nào em cũng lặp đi lặp lại những cái chuyện đó. Cho nên là những cái chuyện tuổi thơ em không quên được. Có kỷ niệm là vui nhất mà em nhớ mãi không? Dạ, em bị gãy chân. Vui dữ ha. Đang ngủ trưa cái vui hơi đau. Lúc đó nhà em còn ở Tây Ninh, lúc em mới 4-5 tuổi à. Hồi xưa ở dưới quê thì người ta thường chở cái giỏ dừa khô để về mà nhúm lực củi. À, nhúm củi. Cái giỏ dừa khô. Thì lúc đó bếp. Em đang ngủ trưa, mẹ em không có cho em đi chở cái giỏ dừa. Kiểu như mà em cũng lén em đi. Cũng gần lắm, cũng khoảng 50 mét à. Đi với ai? Đi bằng gì? Đi với anh ruột em, đi bộ ra ngoài trước, chất giỏ dừa lên trên xe lôi xong mà người ta kéo về. Nhưng mà bình thường nó chất lên nó lưng lửng như nè thì em sẽ được ngồi trên đống giỏ dừa để em được kéo về. Nhưng cái bữa đó xui làm sao, chất đầy cao quá không có chỗ ngồi. Mà cái đường vô trong cái hẻm xóm nhà em nó nhỏ, đêm đẩy phụ bên hông vậy có 4 tuổi rồi. Đẩy xong tự nhiên cái dập vô té cái nguyên cái xe cán qua xong ngồi hoài luôn, ngồi hoài không mà thích thở luôn. Rồi có khóc không? Không khóc luôn chị, không biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Rồi anh hai nói sao? Không, anh em lớn em có 5 tuổi có biết gì, mọi người đi hết luôn, đẩy cái xe vừa đi mất tiêu luôn. Xong tí nữa cái hỏi sao vậy, có nói là con bị cái xe tông, cái ẩm ngược lên, gãy chân, ẩm sóc lên như này đâu có biết đâu. Xong rồi lúc đó mới thấy cái chân nó u lên mới bắt đầu rồi xong, đó là kéo tạ luôn. Em không biết để mà nằm thẳng mà ẩm ngược lên đó là kỷ niệm tuổi thơ của em. Trời ơi, gãy đây 4 cái em gãy hết. Cái gì? Trời ơi, em nói em quậy lắm. Trời ơi, chơi tại xe đạp mình nó gãy hết người. Trời em 4 chân là gãy hết. Thấy cái ly nước em không? Giờ đã hiểu rồi. Dạ. Còn Phương Anh, dạ, có kỷ niệm nào vui em nhớ ngoài hồi nít không? Con nít em cũng là một đứa rất là ngổ ngáo, giống như Đan vậy đó. Ngổ ngáo mà ở Cà Mau mà ngổ ngáo thì làm cái gì ta? Trời ơi, cua Cà Mau hả? Nói chung là đủ trải nghiệm hết luôn. Em cũng thấy là tuổi học trò của em là cũng xứng đáng luôn. Cũng kể đây hơi quanh liệt cũng không? Cũng quanh liệt lắm anh. Chắc là dẫn đầu đoàn nè, đi gây sự với lớp mấy bên rồi. Rồi cũng hát hò, rồi văn nghệ này nọ vậy đó. Nhưng mình kỷ niệm lớn nhất của em là suốt tuổi thơ em rất đam mê nghệ thuật. Em học là em chỉ mong chờ đến những ngày lễ như 20 tháng 11 nè, 26 tháng 3 đúng rồi, để hát hò thôi. Là tập trung vậy thôi, đến nỗi thầy cô gọi là cái cô văn nghệ đâu rồi, cái cô ca hát đâu rồi vậy đó. Rồi lớn lên em được làm công việc em yêu thích thì đó là cái niềm vui của em. Dễ thương. Và bây giờ sẽ là một trò chơi thử thách để xem là các bạn có động lại nhiều ký ức của tuổi thơ hay không nhé. Quý vị đừng chung kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với Gõ Cửa Nhà Sao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhà cà phê để chơi trò chơi với lại Ngô Phương Anh và Huỳnh Như Đan. Đây là bộ đề gồm những hình ảnh liên quan đến những kỷ niệm tuổi thơ của rất nhiều quý vị khán giả và của cả hai bạn trẻ đây. Và hy vọng là các bạn sẽ đáp nhiều câu đúng. Và nếu như gặt hái được nhiều thành công, chúng tôi sẽ tặng quà cho hai bạn. Yeah. Chuẩn bị nha. Đầu tiên, đây là gì? Bánh mì kẹp kem. Bánh mì kẹp kem. Có thiệt bánh mì luôn hả? Đúng là chị lớn em nhiều tuổi. Ủa em không biết hả? Nhưng mà em không nhìn rõ bánh mì. Tại vì thấy bánh mì với cái kem thì không là bánh mì kẹp kem. Nhưng mà không phải là bánh mì thịt nha. Không phải là ổ bánh mì của thịt mà là bánh mì nó mềm lắm. Cái này ăn đâu phải ăn đơn giản gì. Sữa bò đồ đó. Đậu phộng. Rồi cái gì cốm mà xanh đỏ tím vàng á. Cái này em nhớ nè, mỗi lần mà về nội mà đi bằng ghe đó. Phải là ghe. Đúng rồi. Nhưng mà ở quê em là bán trên ghe luôn á anh. Trên ghe là ghe bằng máy hay là bằng tay? Ghe người ta chèo ở mấy cái trạm dừng. Rồi để kem ở đâu? Để kem trong cái thùng. Thùng xốp hả? Cũng là trong cái thùng luôn, trong cái thùng rồi người ta móc ra. Rồi, tiếp. Hột mít lụa. Cái gì ra? Ơi kìa. Hột mít lụa đúng không? Hột mít lụa. Giỏi. Trời ơi. Ăn chưa? Dạ ăn rồi. Ăn chưa? Ăn rồi. Trời ơi quý vị ơi. Món ruột của em, hột mít luộc, hột sầu riêng luộc. Trời ơi, ăn ná thở, ăn chấm với đường rồi hen. Có điều kiện ăn với chấm với bơ. Trời ơi, lâu quá mới thấy thèm ghê á. Trời ơi, ăn nó bùi, ăn không dính được lắm. Mai mốt đề nghị chương trình là có cái hình nào là phải có cái món đó lên đây cho tụi mình. Đây. Trái gì đây? Này tự nhiên quên ngang rồi nè.
Tự nhiên quên rồi ta. Đây là trái gì? Trái gì ta? Quý vị biết không ạ? Chát. À, em nãy giờ em lặng luôn. 2, nè, anh ơi. Qua. 1, trái keo. Trái keo. Đó. Trái keo còn tươi hả? Bánh da lợn. Da lợn. Dạ. Lột ra từng lớp. Chị ăn lột hay chị ăn cắn nguyên cái? Chị ăn cắn luôn để cho đầy đủ. Anh cắn để anh cảm nhận được cái độ ngon ngon. Đúng. Nhỏ. Vậy là có hai cách ăn. Hồi nhỏ em có ghi nè, em bị mẹ la. Sao vậy anh? Em nói nè, bánh da heo. Bánh da heo. Bánh da heo. Nó không được, con nói vậy là sai. Phải đúng, đây là bánh da lợn. Còn bánh lỗ tai heo. À, chứ không phải bánh lỗ tai lợn nha con. Ờ. Nó gọi gì đâu mà gọi cho đúng. Ủa kỳ vậy, thì heo lợn cũng thứ mà cái đồ mẹ la con. Nhưng mà giờ mình mới biết là mình phải đọc đúng tên hen. Cái gì vậy? Nè, kẹo bột, kẹo bột trái cây. Kẹo bột trái cây. Kẹo bột. Lấy cái muỗng nhỏ xíu bỏ vô đây nè. Nó sẽ nghe cái đó nó mùi thơm nè, mùi táo nè, mùi dâu nè. Táo lê, dạ ăn rồi, cái này ăn rồi, cái này. Cái muỗng chút xíu vậy nè. Hồi xưa anh mua là hình như 500 hộp. Đúng rồi, vậy là em với anh cùng đời đó 500. Bột trái cây. Kẹo xí muỗng. Kẹo xí muỗng. Kẹo xí muỗng. Qua dễ luôn. Tại em tới giờ vẫn còn ăn mà. Bánh cam bánh còng. Sao không giỏi vậy? Thì bây giờ luôn. Vẫn còn ăn luôn. Đây là bánh cam nè. Dạ. Đây là bánh còng nè. Em biết bánh này không? Em biết bánh cam mà, còn cái này không bánh biết. Bánh còng. Nó cũng ngọt, ngọt 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 nhào đường á, ngào cái đường ở ngoài á. Giỏi. Kẹo bánh còng. Kẹo bánh còng. Tới giờ vẫn còn lưu giữ lại những món ăn này luôn á quý vị ha. Cứ ra công viên hay là những cái trung tâm á là sẽ có thấy mấy chú hay bán cái này. Gì đây? Bánh men. Phải không? Đúng rồi. Sao giống cà pháo vậy? Bánh men. Bánh men. Bánh men. Bánh men. Bánh men. Bánh men rồi. Bánh in. Bánh in, giỏi. Lâu rồi không ăn bánh in luôn á. Cái vị nó sao ta? Nó có nhiều mùi, ví dụ như đậu xanh nè, khoai môn nè, sầu riêng nè. Dạ. Cái gì đây? Kẹo dừa, kẹo chuối dừa. Chuối. Kẹo chuối đậu phộng. Kẹo chuối đậu phộng. Ừ. Sai. Sai hả? Nhìn ra bánh hoặc kẹo nhưng mà cái tên không hề có chữ bánh kẹo nào luôn. Mè sửng hả? Phải. Cũng phải mè sửng nữa. Năm, bốn, ba, 2, 1. Đây là món chè lam. Ôi. Hú hồn chưa? Sao biết được. Bữa nào mình phải thử cái này mới được. À, cái kẹo này. Kẹo đường nè. Kẹo đường. Không, không phải kẹo đường. Nó dài dài, nó bạc hà với dâu. Đúng bạc rồi, hà với cam. Hình như cam hay dâu? Cam. Cam. Đặc trưng của nó là cam. Vậy gọi là gì? Gọi là gì? Kẹo đường. Kẹo C, kẹo. Không phải kẹo C. Không phải. Ăn vô sao? Ăn vô sao? Kẹo dẻo. Đúng rồi. Cái hộp nó tròn tròn. Này vẫn còn bán mà anh. Đúng rồi. Mấy quán cà phê xưa đó. Kẹo kéo. Kẹo dẻo. Đấy. Kẹo kéo. Giỏi, kẹo kéo. Kẹo kéo này làm sao để ăn được? Kéo ra. Kéo ra. Quất một cái bịch. Xong rồi bỏ vô miệng ăn thôi. Là anh nhớ là chú đó sẽ đẩy xe đạp nè ha. Đúng rồi, chú đó sẽ kéo. Rồi dùng một cái khăn. Ừ, một cái khăn chứ không phải kéo bằng tay không đâu. Dạ. Nó sẽ dơ á, cầm cái khăn. Ừ. Kéo 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 xong ngắt nó ra. Ừ. Rồi lấy một cái miếng giấy báo. Quấn lại. Kẹp nó lại. Đây cho con. Đó là 500 hay 1000 cây. Dạ. Còn nếu như muốn ăn miễn phí á là trên xe kẹo kéo sẽ có cây súng để bắn. Dạ. Nó bắn đun 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 như nè. Nhưng mà em không biết cái cách ăn của anh có giống em không nữa. Hồi nhỏ em hay bỏ vô, em hay nhúng vô cái ly đá á. Ủa chi vậy? Cái nó giòn cho ra. Nó, bỏ vô miệng ăn rất là giòn. Không, kẹo kéo luôn hả chị? Kẹo kéo luôn á, em thử bữa nào trải nghiệm chứ. Đâu bữa nào mình thử nhúng hết tất cả vô nước đá luôn. Siro đá bào. Quá ngoan thuận luôn. Thậm chí món này mình tự làm ở nhà cũng được. Dạ. Kẹo xinh gum. Trời ơi. Xinh gum tuổi hơn. Đây nè, một trận la của em là từ cái kẹo này ra. Ghiền. Ăn vô cái súng răng luôn. Rồi bị ho nữa. Cái ba mẹ la. Thổi bốc bốc bốc. Cái này là bánh lọt. Cái dừa bào đó nè. Cơm dừa. Bánh lọt thì là đặc sản dùng nào nhiều nhất ta? Em nghĩ Đông Nam Bộ luôn. Từ Đông Nam Bộ chảy xuống luôn. Ăn này rất là mát nha quý vị. Bánh bò. Bánh bò hả? Sao giống bánh bò này vậy? Sai. Bánh bò. Sai. Đáng lẽ nó sẽ là có màu vàng, sẽ dễ nhận biết hơn là màu trắng này. Hả? To to thì cũng có, nhỏ nhỏ thì cũng có, màu vàng đặc trưng hơn là màu trắng. Không biết. Nó có hai chữ, không phải bánh bò đâu. 3, 2, 1. Bánh thuẫn hoặc là bánh thẫn. Rồi, miền Tây gọi là bánh thẫn. Dạ. Hai món lạ quá. Dạ. Kem chuối. Kem chuối. Giỏi, kem chuối. Cái này tự làm em vẫn còn làm. Cái này ở nhà hồi nhỏ mẹ cũng hay làm. Bánh giấy đó. Đúng không? Đúng không? Bánh giấy. Nó mỏng lét như là giấy. Cái tờ giấy vậy đó. Dạ đúng rồi, nó dần dần ha. Các bạn đã vượt qua được hơn 50% bộ đề của tôi. Chúc mừng các bạn vượt qua thử thách rồi. Dạ, nhưng mà tới phần lộn mèo chưa anh?
mình sẽ có những trò chơi giống như là nhào lộn rồi múa lửa này nọ, nên là sợ ảnh hưởng khách. Ủa nhưng mà em đang mặc váy. Không, mấy đó là làm. Mấy đó là làm. Ví dụ như lửa thì em hát thì em phải lộn mèo. Đúng rồi. Nãy anh nói vậy mà. Này quán sang lắm em. Lát nữa anh vợ hai đứa đi ăn hột vịt lộn. Giờ tặng quà, lấy quà không? Dạ lấy quà. Có lộn đúng không? Dạ không. Không lộn nữa nha. Tặng quà. Cảm ơn anh. Đây, đây là hai phần quà dành cho cô Phương Anh và Như Đan. Yeah. Mình mở ra thấy anh tò mò không? Ủa? Anh tặng gì anh? Ồ, mật ong, hoa yeah. bạc hà. Ồ, xịn hoa nhớ. Bạc hà lấy từ cái nhụy hoa bạc hà hả? Đó, nó phơi khô ra em. Bạc hà cũng có hoa hả? Ừ, bây giờ em pha trà cũng được nè. Đây có tặng thêm kèm thêm túi trà saffron cho tụi em pha. Em uống đi cho nó đẹp da. Đẹp thì càng đẹp. Còn mấy người xấu xấu như anh không bao giờ được tặng mấy món này. Em tặng cho anh trai nữa. Cảm ơn Cương. Tặng cho chị Ảnh một bịch đi. Ừ đó. Mà nhà anh hình như có ba con lận đúng không? Ừ, ba bé này. Chia sẻ đi em, chia sẻ. Thôi, làm vậy khán giả qua đánh giá được chứ thôi. Em còn đi qua thăm qua nhà của nghệ sĩ khác nữa. Dạ. Cảm ơn hai bạn ngày hôm nay. Và thật sự ước gì á thời lượng chương trình sẽ nhiều hơn nữa. Và bên cạnh đó là có nhiều thời gian để thăm hỏi sự nghiệp, cuộc sống và mục tiêu sắp tới của hai bạn. Nhưng mà tại vì sắp tới giờ mà Ngô Phương Anh ra set quay, quý vị ơi, không dám làm phiền đến công việc của cổ nữa. Bên cạnh đó là công việc kinh doanh của Như Đan nữa. Bỏ quán xá chạy đây ngồi nói chuyện tám chuyện với em đó quý vị. Thương hai bạn quá. Nên trước khi mà tạm biệt quý vị khán giả, sẽ là những chia sẻ, những ước mơ của hai bạn về nghề nghiệp, về cuộc sống là như thế nào nè. Ngoài công việc chính là để diễn xuất của em ra, thì ước mơ và cái mong muốn lớn nhất của em là em được đem cái lẩu chay Nhà Đan của em vào trung tâm, khuất trương mô hình kinh doanh của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Mở rộng ra. Dạ mở rộng. Em thật sự là em mở tới 6 quán rồi. Đó chỉ là một trong những quán của em thôi. Phú bà. À quên, không biết cô mà lít những cái thứ đó. Và có những quán khác nữa. Nhà Đan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì đó. Nhưng mà cái trung tâm thì vẫn chưa có. Dạ. Ở ven gần nhà cho dễ theo dõi thôi. Vậy thì đóng nhiều phim lên là tự nhiên có liền hen. Dạ, em mong muốn như vậy. Còn Phương Anh? Thì em cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Em có thể làm thực hiện được ước mơ của mình là diễn xuất nè. Em có thể được mỗi tuần được sống ở trên sân khấu, được gặp gỡ quý vị khán giả. Và em cũng có thể làm MC giống như anh Hoàng nè. Và em cũng có một cái tiệm kinh doanh về spa nho nhỏ của em. Thì ở thời điểm hiện tại em chỉ có thiếu tình yêu thôi. Ôi, em mà chương trình hẹn hò. Ôi, anh chồng tương lai ơi, còn chờ đợi gì nữa, thời tới rồi. Nếu như mà anh ấy có đến thì em cũng hy vọng là sẽ là một người phù hợp để làm cho cuộc sống của em trở nên hạnh phúc và nhiều màu sắc hơn, tốt đẹp hơn. Dạ, cảm ơn anh Hoàng và cảm ơn Gõ Cửa Nhà Sao ngày hôm nay đã cho chị em của chúng em có thể có những phút giây rất là vui vẻ, có những câu hỏi để chúng em có thể trở về tuổi thơ và có những phần quà rất là dễ thương này nữa. Quá dễ thương luôn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và chúc cho Như Đan và Phương Anh sẽ mãi luôn hạnh phúc, vui tươi, lạc quan, yêu đời, xinh đẹp, tài năng như vậy nghe. Dạ. Cảm ơn. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Gõ Cửa Nhà Sao được phát sóng vào lúc 21:10 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đạt Phim Media thực hiện. Và bây giờ, Ngô Phương Anh, Huỳnh Như Đan và Hoàng Đá Bơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Em chào anh. Ai gọi đó tôi đi xin cơm. Nếu bị lạc thì cứ xem lại bản đồ. Ai gọi đó tôi là bơ. Nhảy mưa quá. Bơ cứ tự nhiên sẽ mời vào. Gõ cửa nhà sao. Gõ cửa nhà sao.